Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong cái chương trình khui cái đơn hàng mà mình mua trên các sàn giao dịch điện tử. Thì trong clip này mình khui một cái đơn hàng mà mình mua trên Lazada. Cái sản phẩm mình mua đó chính là cái máy mài pin chân phổ thông Makita. Nói tóm lại là đây là một cái máy mài gốc mà không có pin nha. Mình mua cái máy này là không có pin ở một cái shop là Điện Máy Quyết Thắng ở Nam Định. Thì cái sản phẩm này mình mua vào cái thời điểm mà Lazada sale thì mình mua cũng chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Trước đây thì mình cũng đã từng mua một cái rồi. Đây ví dụ như là mình mua cái Makita nè. Chạy cực kỳ êm luôn. Đó. Có khởi động mềm luôn, chạy cực kỳ êm. Thì mình thì cũng không phải là dân thợ, tuy nhiên là mình thì rất là thích săn những cái hàng sale. Thì mỗi khi mà mình có cái hàng nào đó mình thấy được là mình sẽ mua, mặc dù có thể là mình không sử dụng. Thì nếu mà trong quá trình mình mua về mà mình không sử dụng thì mình có thể là thanh lý lại cho anh em với cái giá rẻ để anh em sử dụng nha. Thì trước khi mình khui cái đơn hàng thì cho chúng ta xem nè, shop đóng gói như thế nào, còn nguyên như thế ấy. Đây, đây là cái phần mà shop đóng gói nha. Đấy, băng keo đục nè, còn nguyên luôn, hoàn toàn là chưa có cái dấu hiệu bóc tách gì ra cả. Thì mình làm video dạng này là để trong trường hợp mà shop trao không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, hoặc là cái sản phẩm mà bị hư hỏng bể vỡ gì đó thì mình sẽ có cái căn cứ để làm việc với shop. Bởi vì hiện tại bây giờ Lazada cũng như là các cái sàn giao dịch điện tử khác họ không cho chúng ta đồng kiểm, có nghĩa là họ không cho chúng ta xem hàng trước khi chúng ta thanh toán, cho nên là chúng ta nên làm video dạng này. Thì nếu mà shop giao không đúng thì chúng ta có thể là liên hệ với shop để được trao trả lại hoặc là hoàn tiền gì đó. Còn nếu mà shop không đồng ý thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhờ bên cái bộ phận chăm sóc khách hàng của bên các cái sàn giao dịch điện tử, thì họ sẽ đứng ra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nên chúng ta yên tâm cái điều đó. Mình thì có kênh YouTube, thì trong quá trình mình quay video lại thì mình muốn chia sẻ với mọi người luôn, thì để mà cho chúng ta có kinh nghiệm trong quá trình chúng ta khui các cái đơn hàng. Còn nếu như quý quá anh chị và các bạn chúng ta không có, thì khi chúng ta khui cái đơn hàng mà shop giao đúng rồi thì chúng ta có thể xóa bỏ này. Đây là cái sản phẩm mình mua, thì do là mình khui cẩn thận để tránh cái trường hợp mà ở bên trong có sự cố gì mà không, cho nên là mình quay chậm gì cho ta xem. Và đây là những cái phụ kiện kèm theo. Đây là cái tay cầm an toàn nè. Rồi ở đây là cái chắn bảo vệ. Ở đây có ốc vít rớt ra nè. Rớt ra nhưng mà không sao, vẫn còn nguyên nha. Và đây là cái đầu vặn mở cái nắp mà giữ cái đĩa cắt đó. Rồi còn đây là cái sản phẩm chính của chúng ta. Ôi hết sức là giật mình luôn, cực kỳ nhỏ gọn luôn các anh chị và các bạn. Đây cực kỳ nhỏ gọn luôn. mình rất là thích luôn, mới cầm lên là mình rất là thích, mặc dù mình biết đây là hàng nhái thôi, đây chỉ Makita, thật ra hàng nhái hay mình gọi là hàng điểu đó. Và tuy nhiên là rất là giật mình luôn. Đây mình cho người ta xem là đây là cái sản phẩm mà mình mua trước đây nè, nó rất là to nè. Ôi trời, giật mình luôn. Rất là to mà cái này nó cực kỳ bé, tôi có thấy không? Nó rất là bé luôn. Nhìn thì rất là đã tay, đặc biệt là nếu mà chúng ta là thợ mà ví dụ nên là mình nói chẳng hạn như mình đây là chuyên gắn camera nè, và mình làm những việc linh tinh thì cái này nó cực kỳ nhỏ gọn luôn, cầm rất là vừa tay, rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ thử nha, mình sẽ gắn một cái cục pin. Thì ở đây là shop nói là dùng pin chân Makita, thì đây mình có pin của Makita nè, mình thử lắp vào coi sao nè. Mình sẽ lắp vào đây, vừa nha, vừa, rất là bé luôn. Cái pin nó bự hơn cái thân máy cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật thử xem nó có khởi động mềm hay không nha. Nó không có khởi động mềm, bật là nó chạy luôn. Cái cảm giác của mình là rất là êm nha, rất là êm. Thì đối với cái thằng Makita bên này thì nó có khởi động mềm. Đây khi chúng ta bật lên nè, đó, nó có khởi động mềm, nó chạy từ chậm cho đến nhanh. Còn cái anh chàng này thì không có, bật là chạy luôn. Với cái sản phẩm mà chỉ có vài trăm nghìn như thế này thì nó quá là tuyệt vời rồi. Mình cũng rất là bất ngờ, mình tưởng là nó to lắm, hay đâu, nó cực kỳ bé luôn. Rất là nhỏ gọn, thuận tiện cho anh em có thể là đem theo
tức là bỏ vào cặp thì rất là êm luôn. Thì cái sông ấm này mình đã mua cách đây mấy ngày rồi, bây giờ mình mới mà quay clip cho chúng ta xem. Đây cái sản phẩm nó có ghi các thông số nè, dùng đĩa là 1000 mm, dùng đĩa M10, nhìn rất là xinh xắn. Và tất nhiên là sản phẩm rẻ tiền thì chúng ta không đòi hỏi nhiều, chủ yếu là cho anh em ít dùng thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng thường thì cái sản phẩm này nó sẽ không bao giờ là đem lại cho chúng ta cái sự thích thú đâu. Mình thì lâu lâu mình dùng vậy thì quá ok rồi, kèm với viên pin nữa là quá tuyệt vời. Thì sản phẩm này mình mua là không có pin nha, mình mua chỉ cái thân máy thôi, chỉ vài trăm nghìn. Pin không thì khoảng 300, cái này mình mua hơn 400. Rồi vừa rồi là mình đã review một cái sản phẩm cho chúng ta, đó chính là một cái máy mài gốc cực kỳ nhỏ gọn và bé xinh luôn. Mình vừa mới tậu trên Lazada và shop đã giao đúng cái sản phẩm mà mình cần. Sản phẩm mình đã test thử, mặc dù là mình không có gắn gì vô để cắt để mài cả, tuy nhiên là với cái lực quay như thế thì mình nghĩ rằng công việc ít thì mình có thể là hoàn toàn có thể là sử dụng nó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.